Thưa quý vị và các bạn, theo nhận định của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Tiền Giang, tổng lượng dòng chảy trong những tháng mùa khô năm 2022-2023 từ thượng nguồn về hạ lưu ở mức sấp xỉ hoặc thấp hơn so với trung bình nhiều năm, nên tình hình hạn xâm nhập mặn có khả năng ở mức tương đương mùa khô năm 2021-2022. Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang đề nghị các cấp các ngành căn cứ tình hình dự báo triển khai phương án ứng phó với xâm nhập mặn, cháy rừng, bảo vệ an toàn sản xuất và dân sinh. Trước hết là tổ chức tuyên truyền phổ biến sâu rộng đến nhân dân về diễn biến phức tạp của tình hình hạn mặn để bà con chủ động ứng phó, tăng cường kiểm tra và lập kế hoạch duy tu sửa chữa, nâng cấp các công trình ngăn mặn, chuẩn bị tốt công tác đảm bảo nguồn nước đối với các trạm cấp nước bị ảnh hưởng khi gặp hạn mặn kéo dài. Đặc biệt các địa phương phía đông phải chủ động lập phương án phòng chống ứng phó với hạn xâm nhập mặn, cháy rừng mùa khô 2022-2023. Cụ thể cho từng vùng, từng khu vực dự án, từng địa phương theo phương châm 4 tại chỗ. Riêng công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cấp nước Tiền Giang nạo vét các ao chứa và chủ động bơm bổ cấp nguồn nước để tăng khả năng trữ ngọt. Đồng thời, chính quyền địa phương tổ chức mở và quản lý các điểm cấp nước công cộng phục vụ cho nhân dân dùng ngoài trạm cấp nước, bảo đảm có đủ nước cho người dân sử dụng và chất lượng nguồn nước an toàn, hợp vệ sinh.